kênh YouTube về du học sinh mà bạn nên biết. Top 1 My Twenties. Sở hữu kênh YouTube với gần 530.000 người đăng ký là Thạch Trang, một du học sinh tại Đức. My Twenties ghi lại nhật ký tuổi trẻ của cô nàng xoay quanh cuộc sống cá nhân về gia đình, bạn bè, chắc chắn sẽ khiến những ai yêu mến đất nước Đức xinh đẹp không thể bỏ qua. Top 2, Cloudoris. Diệu Vân là chủ kênh YouTube đã giành được học bổng toàn phần ngành truyền thông tại một trong những trường đào tạo chuyên nhất tại Mỹ. Ngoài các vlog theo dạng lifestyle kể về hành trình khám phá nước Mỹ của mình, cô nàng còn làm nhiều vlog chia sẻ về những kinh nghiệm học tập và săn học bổng vô cùng hữu ích cho những ai chung chí hướng nhé. Top 3, Min Ngô. Sau 5 năm du học tại Pháp, Diệp Minh hiện tại đang là giám đốc nghệ thuật trong mảng truyền thông số ở Paris. Những góc quay giản dị, giọng nói ấm áp và cử chỉ dịu dàng của Minh còn truyền cảm hứng cho những ai chưa từng đặt chân đến Pháp như được lạc vào một Paris đầy lãng mạn, nguy nga và tráng lệ.